Dạ, Thanh Nhàn mến chào cô chú anh chị em, mình đã quay lại clip mới của em nha. Hôm nay cũng như thường lệ là em sưu tầm em lên những mặt hàng mới lạ để phục vụ cho bà con cô bác mình nha. Rồi đầu tiên của em lên, đó là một cái quả nha, một cái quả bánh mứt ha. Đó, tích là tích phúc lộc thọ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Phúc lộc thọ, cái này nó hơi bị giả ánh đèn tí nha. Đó, nhưng mà ốc đẹp lắm nha. Đó, giả ánh đèn tí. Đó, để này được khảm tứ diện nha quý cô chú anh chị em mình ha. Khảm tứ diện rất là đẹp. Đó, tuổi đời thì cũng khoảng chừng 20 năm trở lại đây thôi. Hàng chỉ là hàng cũ thôi nha quý cô chú anh chị em mình ha, không phải đồ xưa nha. Đó, cái này chắc em nghĩ chắc cũng thập niên 90 thôi trở lên thôi, chứ không có sâu tuổi lắm đâu. Đó, chất liệu một gỗ gõ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi em xin phép đo kích thước cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn. Nó cái này đường kính luôn, đường kính của cái quả này là 35, nó chuẩn 35 ha. Chiều cao tổng thể luôn là khoảng 19-20 ha. Đó, chất liệu một gỗ gõ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Cái này mình dùng để đựng bánh mứt cũng được ha. Nói chung là năm hết cũng tết đến rồi. Đó, rồi cái quả này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình, giá 3,7 triệu nha, 3,7 triệu bao ship toàn quốc ha. Đó, ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đó, rồi tiếp theo đó em lên một cái dĩa trưng bày nha. Đó, cái này là gỏi đỏ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Gỏi đỏ, chỗ này thì nó dính bụi thôi, em này vệ sinh là sạch sẽ lại nha, tại vì cái này hàng cũ. Đó, ốc ở ngoài đẹp lắm nha quý cô chú anh chị em mình ha, ngoài đẹp lắm nha. Đó, dĩa thì có móc treo luôn nha, móc treo luôn. Cái này em cũng đã em có sưu tầm được cái đế luôn, để đây vô một bộ của nó luôn ha. Đó, chất liệu bằng gỗ gõ ha. Rồi đường kính của cái dĩa này, nó cái đường kính này, cái dĩa này là 46 năm nha quý cô chú anh chị em mình ha. Chiều cao tổng thể em tính luôn cái đế nha, đó là khoảng 54 ha, 54. Đó, em tặng cho quý cô chú anh chị em mình một bộ luôn, nó có kèm theo cái đế để luôn, trưng bày rất là sang ha. Đó, dĩa này mà quý cô chú anh chị em mình để dành mà trưng trái cây mà tết tới lên là hết sảy nha. Đó, rồi cái dĩa này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình trên mọi miền tổ quốc, giá 5,5 triệu nha, 5,5 triệu bao ship toàn quốc ha. Đó, tuổi đời thì cũng khoảng chừng 10 năm trở lại thôi, hàng thì hàng sau này ha. Rồi tiếp theo em lên một cái khuôn chanh ha, khuôn chanh tiền. Đó, khuôn này thì nói chung là nó hơi sâu tuổi rồi, đồ thì đồ chuẩn này. Đó, cái khung thì chất liệu bằng gỗ gõ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, sớ rất là đẹp ha. Khung này chắc tuổi đời thì em độ chắc cũng cỡ 4-50 năm rồi, người ta lấy những cái tấm tiền ngày xưa người ta lộng vô đây ha, người ta bài vô đây. Đó, có những đợt tiền đồng có luôn nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, tiền nữ hoàng của Pháp luôn. Đó, tiền 200 luôn, đồng 200, tiền đồng mình đó, đồng 1.000 mình nè. Đó, nó nhiều lắm, nhiều thay loại lắm nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, tiền con cọp cũng có luôn. Đó, tiền Đông Dương. Nói chung là khung này thì chung là hiếm có, khó tìm ha. Em muốn sưu tầm của vị khách người ta nhượng lại cho em ha, để em lên những đồ độc đồ lạ để em giới thiệu cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Đó, em quay mặt xa cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo trước cái nha. Đó, đó, ngoài sau thì cũng đã cũ rồi nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, có sao là em báo vậy cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Dạ, rồi tiếp theo em đo kích thước nha. Rồi chiều cao cái khuôn chanh này là 52. Đó, cái khuôn này là dáng này, khuôn này dày là khoảng 2,5 phân nha quý cô chú anh chị em mình ha. Cái khuôn này dày là khoảng 2,5 phân. Rồi chiều dài tổng thể của cái khuôn chanh luôn, đó là 1m01 ha, 1m01. Rồi khuôn chanh này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình trên mọi miền tổ quốc, giá 11 triệu nha, 11 triệu nha, em bao ship toàn quốc ha. Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đó, số điện thoại em ghim trên màn hình nha quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi tiếp theo em lên một cái, em sưu tầm hôm nay được một bộ bàn trường kỷ khảm ha.
chất liệu gỗ gõ tuổi đời cũng khoảng chừng 20 năm lại đây, trở lại đây thôi. Hàng thì là hàng cũ sau này, không phải đồ xưa nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó. Ốc khảm thì tương đối đẹp nha. Ốc khảm thì tương đối đẹp. Bên đây em quán hàng thì quý cô chú anh chị em mình yên tâm ha. Nói chung là đồ sau em báo vị cho quý cô chú anh chị em mình được biết luôn. Đó. Đặc biệt là chân móng nha quý cô chú anh chị em mình ha, chân móng khảm rất là đẹp. Đó, khảm những đường tơ tóc, đường chỉ luôn. Nó những bông nho rồi ha. Nói chung là bộ này thì nói chung là thị trường giá cũng cao lắm, nhưng mà bộ này hôm nay em sưu tầm được cái giá nó rẻ, cũng phải chăng em cũng muốn sưu tầm về để giao lưu với quý cô chú anh chị em mình ha. Bộ này đục tứ diện ha quý cô chú anh chị em mình ha. Chạm tứ diện. Nó cẳng thì cũng nói chung là cũng tương đối đẹp. Chất liệu gỗ gõ nha quý cô chú anh chị em mình ha, trường kỹ tam cấp. Gồm 3 món, hai cái đô và một cái bàn nha. Rồi tiếp theo đó em đeo đo kích thước cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn. Chiều ngang của cái bàn, chiều ngang cái mặt bàn nha là 53 năm. Chiều dài của cái bàn là 1m22 nha quý cô chú anh chị em mình ha. Chiều dài của cái băng ghế luôn là 1m9. Đó. Chiều sâu lọt lòng ghế là 50 nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó. Chiều ngang chuẩn của cái ghế luôn là 59. Rồi chiều cao tổng thể luôn là 1m05. Đó, em đo tới cái cấp cao nhất nha. Đó. Cái cấp thứ nhì á, cái cấp thứ nhì là 98 nha, 98. Cái cấp thấp nhất là cũng 89 90 rồi. Đó. Cái vách tựa lưng này là đố là dày khoảng 3 phân nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó. Bộ này thì nói chung là cũng đã cũ rồi, nhưng mà em cũng đã vệ sinh rồi, lại sạch sẽ lại, em cũng đánh qua một nước vẹt ni lại cho quý cô chú anh chị em mình sạch sẽ sưu tầm ha. Đó. Rồi bộ này em mong muốn được giao lưu với quý tất cả quý cô chú anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc, giá 42 triệu nha. 42 triệu em bao ship toàn quốc ha. Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Em bao chuẩn cho quý cô chú anh chị em mình là gỗ gõ nha. Đó, đồ thì chỉ là đồ cũ thôi, đồ khoảng chừng 20 năm thôi. Đó. Rồi tiếp theo em lên một cái máy hát dĩa châu Âu em mới vừa nhập về nha. Đó, lo bông bí rất là đẹp ha. Hoa văn thì nói chung là được dập nổi. Em hát thử cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn nha. Em xin lỗi với cô chú anh chị em mình là tại vì thứ nhất do bản quyền á, em chỉ hát chút đỉnh thôi, để cho nói chung là cho biết quý cô chú anh chị em mình được rõ là máy vẫn còn hoạt động tốt nha. Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại của em là 0939936936, cũng đó là số Zalo của em luôn. Đó, quý cô chú cứ kết bạn qua Zalo với em, rồi em sẽ quay video cụ thể, gửi video đang máy đang hoạt động cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Còn trên cái YouTube này thì nó hơi khó ăn tí. Đó, rồi em xin phép em đo kích thước luôn, cụ thể luôn ha. Đường kính của cái lo là 48 nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đường kính của cái lo, cái miệng lo là 48. Từ cái đế lên tới cái chiều cao cái lo luôn là 89 nha, 89. Đó. Cái lo này hình bát giác nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, đường kính thì khoảng 39 luôn nha. Đường kính khoảng 39. Đó, chiều cao cái đế gỗ là 23. Nó đây còn mạc rồi đầy đủ nha quý cô chú anh chị em mình ha. Còn mạc rồi đầy đủ luôn. Nói chung bên em bán hàng là có sao em báo vậy. Nó máy em quay cho quý cô chú anh chị em mình gõ luôn ha. Nó máy vẫn có đóng mộc luôn nha quý cô chú anh chị em mình ha. Vẫn có đóng mộc luôn. Nói chung là máy này em vệ sinh đồ lại hết rồi, em lau dầu, em lên lau dầu lại hết. Chạy rất là chuẩn ha. Rồi cái máy hát dĩa này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình, giá 12.500.000 nha. 12.500.000. Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ kết bạn qua Zalo với em. Em tên Thanh Nhàn nha quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi tiếp theo em lên cho quý cô chú anh chị em mình, đó là một bộ bàn luôn ha. Bộ bàn chân sư tử rất là đẹp. Nói chung là bàn này em cũng đã dọn lại rồi,
nó ghế rồi em cũng đã đánh vạt ni đồ lại hết rồi, dọn sạch sẽ để cho quý cô chú anh chị em mình năm hết cũng Tết đến này, ai có nhu cầu sưu tầm thì trưng bày thì cũng đỡ phải vệ sinh đồ lại ha. Đó. Bộ này thì chuẩn mời miền Nam nha quý cô chú anh chị em mình ha, không phải miền Bắc nha. Nó đồ thì nó tùy theo loại, ghế giải quạt cũng vậy nha, nó tùy theo loại. Nói chung ai am hiểu thì cũng phát hiện ra ha. Đồ của em đồ bên này là chuẩn miền Nam. Đó. Đồ này là đồ chuẩn xưa luôn nha quý cô chú anh chị em mình ha, bộ này là bộ chuẩn xưa. Em chỉ có về em đánh lại thôi. Đó. Em đã dọn sạch sẽ rồi lại hết rồi, ghế rồi em cũng chắc chắn rồi luôn. Nói chung là em sơn rồi lại hết cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo sưu tầm luôn. Đó. Khảm ốc không nha quý cô chú anh chị em mình ha. Khảm ốc không luôn. Đó, ốc thì nói chung là cũng tương đối đẹp ha. Ghế nào cũng đẹp hết nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, bộ này thì đẹp xuất sắc rồi, quá là xuất sắc luôn. Nói chung là em nhìn em còn mê mà. Đó. Em đo kích thước cái ghế cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Nó chiều ngang của cái ghế nè, em đo chiều ngang của cái mặt ghế nha là 47. Chiều sâu lọt lòng ghế là 39 nha quý cô chú anh chị em mình ha, 39. Đó, cái này là ghế là ghế tu nê chuẩn Nam Bộ mình luôn ha. Đó, chiều cao tổng thể là 91 năm. Đó. Tổng cộng là 7 món gồm một cái bàn dài chân sư tử nha quý cô chú anh chị em mình ha. 6 cái ghế. Đó. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha quý cô chú anh chị em mình ha, gỗ đỏ luôn. Nó mặt bàn còn thấy sớ gỗ luôn quý cô chú anh chị em mình tham khảo hộ em ha. Đó, ai mà cứ am hiểu về gỗ thì cứ trực tiếp xem bộ này. Nếu mà không đúng thì cứ trả về cho em. Nói chung là em mua bán bên đây rất là rõ ràng nha, em để văn gỗ cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn chứ em ít có sơn đen lắm nha. Chiều ngang cái mặt bàn là 78. Đó, chiều dài của cái mặt bàn luôn là 1m79 nha quý cô chú anh chị em mình ha. Mặt này là mặt một lá nha quý cô chú anh chị em mình ha, một lá liền. Nói chung là nó cũng tương đối đẹp thôi, cũng tương đối. Nói chung là bộ này em nhìn khá là xuất sắc, nói chung là cũng tương đối rồi đó. Đó, ai mà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Rồi bộ này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình giá 62 triệu nha, 62 triệu em bao ship toàn quốc ha, tiền nào thì của nấy nha quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi tiếp theo em lên cho quý cô chú anh chị em mình đó là một cặp voi Biên Hòa. Đó, voi này là voi Biên Hòa không phải lái thiêu nha, em bán hàng là có sai em báo vậy. Đồ này đồ Biên Hòa cũ nha quý cô chú anh chị em mình ha, Biên Hòa cũ, nó mang có gạn theo thời gian ha. Nó mặt thì mặt voi đồng tiền. Cặp này lái thiêu giá cao lắm nha quý cô chú anh chị em mình ha. Nếu mà do lấy giá thiêu là từ giá phải là một cặp này, nếu mà đẹp gì từ giá phải cái trên 100. Đó, do này do Biên Hòa thôi chứ không phải lá thiêu nha. Còn cái tư duy của em là như vậy. Còn quý cô chú anh chị em nào có tư duy khác thì em cũng xin phép bỏ qua giùm em nha. Đó, cái này yếm gồng luôn nha quý cô chú anh chị em mình ha, yếm gồng rất là đẹp, mang cái gạn thời gian hết rồi. Đó. Tương đối đẹp. Đó, nhìn rất là mạnh mẽ ha. Voi này lớn lắm nha quý cô chú anh chị em mình ha, lớn lắm. Em quay cái lồng đế cho quý cô chú anh chị em mình, cái đế luôn, cái đế dưới này luôn để cho quý cô chú anh chị em mình khỏi bỡ ngỡ ha. Đó. Đồ này cũng khoảng chừng đồ Biên Hòa cũ thôi nha quý cô chú anh chị em mình ha, không phải đồ lái thiêu xưa nha. Đó. Rồi cặp này em đo kích thước cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Nó chiều dài chuẩn luôn là 68. Đó, chiều ngang của con voi như vậy là 37 nha, 37. Chiều cao của con voi này là 70. Đó, yếm rồng rất là đẹp ha. Đó, mặt thì mặt đồng tiền, chiều ngang của cái mặt đôn voi này là 30. Chiều dài là 39 40 nha. Đó. Cặp này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc giá 12 triệu ha. 12 triệu em bao ship toàn quốc ha.
Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em tên Thanh Nhàn nha quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi tiếp theo em còn món cuối cùng đó là một siêu phẩm của em, đó là một cây tủ pháp nha, chất liệu gỗ gỗ cẩm lai đó, mão thì mão liền nha quý cô chú anh chị em mình ha. Tủ này là đúng chuẩn tủ pháp nha, đó đồ xưa, chất liệu gỗ cẩm lai, nó cẩm tím mình nha quý cô chú anh chị em mình ha, không phải cẩm Indo cẩm mới nha. Đó. Nó văn em còn để em đánh vẹt ni rồi lại còn để văn cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn. Nó chân thì chân gời nha, chân gời mão liền. Đó, hàng này hàng đục tay nha quý cô chú anh chị em mình ha, được ông bà mình ngày xưa đục tay rất là đẹp. Đó. Chân chân gời nha quý cô chú anh chị em mình ha, học tủ này cũng học tủ liền luôn. Đó, học tủ liền ha. Đó. Đặc biệt cái này là chỉ có một cửa thôi nha quý cô chú anh chị em mình ha, tủ này một cửa. Đó. Kiến em đã cũng gắn kiến 8 ly hết rồi, dắt là chắc chắn nha. Đó. Còn quý cô chú anh chị em nào mà sợ mà đồ xưa mà yếu á là cái đó không có nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đồ xưa không bao giờ yếu được, nó chỉ có hư thôi, mình sửa lên là xong thôi. Đó. Còn để đồ vô mà sập đồ đấy đó là em chưa tình trạng em chưa thấy ha. Đó, mấy cái bông mai này người ta cũng đục tay luôn nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó. Người ta đục tay ngày xưa rất là đẹp luôn, nói chung là cái tâm huyết của ngày xưa cứ để lại, nói chung là mình bây giờ cái tuổi như em này cũng gắng cố gắng để gìn giữ cái nét đẹp của ông bà mình ha. Đó. Rồi cái tủ này em đo kích thước cho quý cô chú anh chị em mình luôn nha. Em đo trước tiên là chiều cao trước ha. Đó, chiều cao tổng thể luôn là 2m65 nha quý cô chú anh chị em mình ha, khá là cao nha. 2m65. Đó, chiều em đo cái chân đi, đo phủ bì cho quý cô chú anh chị em mình dễ ha. Đó là 1m13 nha quý cô chú anh chị em mình ha, 1m13. Đó, chiều ngang 1m13. Chiều sâu đi vô cái chân là 50 nha quý cô chú anh chị em mình ha. Đó, chiều sâu của cái tủ này là nó ngắn hơn. Chiều sâu nó ngắn hơn nha. Chiều sâu là chỉ có 43 thôi. Cái chân là chiều sâu là 50, còn cái thân của cái tủ là chỉ có 43 thôi. Đó. Cây này đặc biệt là chất liệu là gỗ cẩm lai, tuổi đời cũng khoảng 70-80 năm. Đó, chuẩn cho quý cô chú anh chị em mình đồ xưa nha. Đó. Chứ không phải đồ mới bây giờ, em không có tái bản lại nha, đồ này là em giữ nguyên bản hết luôn. Chỉ có là em sửa chữa rồi lại em làm cho cứng cáp rồi lại em gia cố lại thôi. Kiến em có thay mới thôi. Vẹt ni em có đánh đầu lại cho quý cô chú anh chị em mình dệt dày sưu tầm trưng bày đồ ha. Đó, cái đó là nói chung là em bán đồ là trách nhiệm của em. Đó. Rồi cái tủ này em mong muốn được giao lưu với quý cô chú anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc, giá 75 triệu nha. 75 triệu bao ship toàn quốc ha. Ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với em. Nói quý cô chú nào ở miền Tây thì liên hệ với em có thể em bớt chút đỉnh tiền vận chuyển ra Bắc ha. Đó, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng em xem. Rồi, cuối clip hôm nay em xin cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã bỏ thời gian theo dõi kênh em. Đó, trong thời gian quay clip em có nói sai, quý cô chú anh chị em mình cũng quan hỷ bỏ qua hộ em ha. Rồi em xin cảm ơn rất nhiều ạ.